目光未忘是身边的女子，心中只向着你，这段情还问句必须分开多少次，多少次，若非断肠事，翻窗入月事，分开不说恨意，告别时长自流露天涯，只想千里再遇，泪眼看世事，面对千夫指，未可改变心中那片痴，绵绵情与意，年年月月相思，离去也许会更易，还活着为一个情字，哪有？cái chết của Thủy Ngân, ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Tôn giả, bây giờ Thánh Nữ chết rồi, chúng ta nên làm gì đây? Thánh Nữ, sau này sẽ không còn Thánh Nữ nữa. Ta đã quyết định phải bỏ chức vị Thánh Nữ, mà không làm hại người ta. Người chứ có phải cỏ cây đâu mà có thể tuyệt tình tuyệt ái. Hơn nữa, bắt đầu kể từ hôm nay, ta sẽ bế quan tu luyện, sẽ không màng chuyện đời. Tôn giả, còn về mai sau do người nào thống lĩnh bộ tộc Hà Niên, ta đã viết bức triệu thư rồi. Sau 10 ngày chúng ta cử hành nghi thức đại điển. Không còn chuyện gì nữa, mọi người ra ngoài đi. Dạ, tôn giả. Bốc Ưng, con hãy ở lại. Bốc Ưng, ta đã già rồi, chuyện của bộ tộc Hà Ni ta giao lại cho con xử lý. Tôn giả, ngài quá lời rồi. Từ khi Thánh Nữ và Phổ Tùng chết đi, ta đã đại giác đại ngộ. Hơn nữa, nội lực của ta bây giờ không còn như xưa. Cho nên bắt đầu kể từ hôm nay, ta sẽ bế quan tu luyện tâm tính, thoát ly phàm trần. Cái chết của Phổ Tùng còn rất đau lòng, nhưng Tôn giả, ngài đâu cần phải bế quan. Dù gì bộ tộc Hà Ni cũng rất cần tới ngài mà. Lòng ta đã chết, điều duy nhất ta muốn làm là muốn tĩnh tâm toàn ý để tu đạo. Bây giờ người có thể dẫn dắt bộ tộc Hà Ni chính là con. Con? Đúng vậy, người kế thừa được ghi trong triệu thư chính là con. Tôn giả, con sợ gánh vác không nổi, xin ngài hãy chọn người khác. Ý của ta đã quyết rồi. Vì bộ tộc Hà Ni, con phải hứa với ta. Nhưng mà con sợ Ban Sát Ba Na sẽ... Phải, người phải đề phòng chính là Ban Sát Ba Na. Nó mưu mô xảo quyệt, làm việc lại hơn người. Từ lâu ta đã biết nó đã có giả tâm rất lớn, cho nên con phải 100.000 lần đề cao cảnh giác. Còn một chuyện này nữa, trong thời gian ta bế quan, cố gắng đừng tới làm phiền ta. Có chuyện gì tự mình hãy quyết định đi. Dạ, tôn giả. Thật là khốn kiếp. Ngươi làm gì mà tức giận gì? Tôn giả cổ nghĩa đã lập triều thư. Lập rồi thì sao chứ? Thật ra bây giờ như vậy còn tốt. Chỉ cần ngày nào bức triều thư đó chưa công khai, ngày đó Quỳnh Dương còn cơ hội. Vừa rồi lúc sắp về mụ cũng thấy rồi đó. Hắn chỉ gọi có mình Bốc Ưng ở lại. Vậy đã rõ là truyền ngôi cho ai rồi. Mà kệ, truyền cho ai cũng được. Lần này nhất định Quỳnh phải tiên hạ thủ Di Cường. Thank you.
Cố Nhi, người đúng là tên cáo già. Hắn dám dở không thành kế này, có khi nào đã nghi ngờ chúng ta không? Hắn dở được không thành kế, nhất định đã lường trước có người trộm Triệu Thư, nên đã cất Triệu Thư ở một nơi khác rồi. À phải, hôm nay Cố Nhi có động tình gì đặc biệt? Từ khi hắn nói bế quan đến giờ, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hắn đều không lo. Cố Nhi quả thật lợi hại, nhưng ban sát Bana này không tin là đấu không lại ngươi. Dừng lại. Thánh mộ đã bị người ta xâm phạm, tôi muốn gặp tôn giả. Khoan đã, tôn giả có lệnh, không được làm phiền ngài. Thánh mộ đã bị người ta đột nhập, thánh vật bị mất, để phải lập tức thỉnh ý tôn giả. Nhưng tôn giả căn dặn, người phải tịnh tâm tu luyện. Thánh mộ bị đột nhập, thánh vật đã mất, có nghĩa là đại điển không thể cử hành, phải lập tức thỉnh ý tôn giả. Dừng tay. Tôn giả, tôn giả, thánh vật đã bị người ta đánh cắp, đại điển đã không thể cử hành theo dự định. Thật ra là do bọn người nào làm? Có khi đều là hành vi của tổ chức Kim Thủ. Tôi nghĩ cũng có thể lắm. Tổ chức Kim Thủ muốn chúng ta quản lại đại điển để gây nên nổi loạn trong bộ tộc. Bây giờ thánh mộ đã bị người ta đột nhập, hơn nữa tổ chức Kim Thủ đâu có thần thông quảng đại biết chừng nào đại điển cử hành. Tôi nghĩ lần này ngoài tổ chức Kim Thủ đáng nghi ra, còn có người đáng nghi hơn. Huynh cho rằng ai làm? Phương Dĩ. Bằng xác Mana, trước lúc chưa có bằng chứng xác thực, quyết không được cho qua người khác. Phương Dĩ đã rời khỏi Vân Nam, Dương Quang đã cùng y trở về Trung Nguyên. Nếu do Phương Dĩ làm, nhất định Dương Quang sẽ thông báo với tôi. Bây giờ Dương Quang có đi với Phương Dĩ hay không chúng ta cũng không biết. Hơn nữa, Thủy Ngân và Phương Dĩ có quan hệ thế nào mọi người cũng biết rồi. Rất có khả năng Phương Dĩ trở về trộm di vật của thánh nữ. Ừ. Tôn giả, tôi tình nguyện đi dẫn Phương Dĩ và Dương Quang về làm chứng. Tôi tin Phương Dĩ không làm như vậy đâu. Nếu như vậy, xin làm phiền Bốc Đại Ca. Bốc Ưng, con hãy giúp ta tìm Phương Dĩ về đây. Những người còn lại chia nhau đi tìm tung tích của thánh vật, đồng thời tăng cường đề phòng. Dạ, dạ sư phụ. Tôn giả, sư phụ. Ta không sao. Vừa rồi trong lúc luyện công tổn thương kinh mạch chỉ là chuyện nhỏ thôi. À phải, Bốc Ưng, đừng chậm trễ, con hãy đi tìm Phương Dĩ đi. Dạ, à. Tôn giả. Sư phụ, con đỡ thầy về nghỉ ngơi. Truyền cho Bốc Ưng. Sư phụ, con đỡ thầy vô nghỉ. Không cần, con ra ngoài đi. Dạ, sư phụ, thầy nghỉ ngơi cho khỏe. Ừ. Thật ra ai ở đây vậy? Mau ra đây đi. Có chuyện gì vậy sư phụ? Mùi thơm trên người của người không qua được ta đâu. Còn không ra đây, mau lên. Bà Hoa, thật ra người làm gì ở đây? Người nói mau. Bà Hoa, mùi xâm nhập vào cấm địa của sư phụ để huynh giải mũ một bài học. Chúng ta chia ra làm hai ngã. Chu Dân, để đi điều tra tổ chức Kim Thủ. Huynh đi tìm Dương Quang và Phương Dĩ. Giải đáp,
Để hãy ở lại đi, chờ mệnh lệnh đi. Dạ. Bốc đại ca, Quỳnh yên tâm đi, nhất định để sẽ điều tra do ai làm. Đúng rồi đó, gia đáp này trung thành với Quỳnh và cũng tin tưởng Phương Dĩ. Được vậy thì quá tốt. Để hãy xuất phát. Quỳnh phải tới cáo từ với Tôn giả để đi chung với Quỳnh. Không cần đâu, thời gian không còn nhiều, để xuất phát trước đi. Dạ. Sư phụ, con cho thầy thêm một cơ hội, hãy ký vào bức triệu thư này. Không ký. Tên súc sinh như người dám làm những chuyện như vậy hả? Sư phụ, thầy không thể trách con được. Trong bộ tộc, luận võ công, luận tài trí, con có điểm nào không sánh bằng Bổng Ưng và Phổ Tùng? Tại sao thầy chọn họ mà không chọn con? Phổ Tùng thì nói là con riêng của thầy, còn Bổng Ưng là gì? Thầy đừng trách con. Người được, thầy không sợ chết phải không? Người bỏ qua. Người cho ta đốt cái gì? Ông đừng có cử động đó. Ông vừa uống ly hồn đơn, ông càng cử động sẽ càng đau đớn hơn. Còn nữa, nội lực của ông sẽ từ từ mất hết. Hai người so với sự dự đoán của ta còn tàn nhẫn hơn nhiều. Thầy không có tư cách chửi con, thầy im đi. Qua vài ngày nữa, con đã được như ý. Tôn giả, xảy ra chuyện gì vậy? Bốc Ưng, hắn đã giật tiểu thư của ta, con phải cản trở hắn. Tiểu thư? Tiểu thư trong tay ta, nếu người đã biết, ta không cần giấu nữa. Tôn giả, con mặc kệ ta, con chạy. Tôn giả, Tôn giả, bây giờ tính sao? Đã để Bốc Ưng biết, chắc chắn hắn không buông tha cho ta đâu. Chuyện đến nước này đã sai cho sai luôn. Có nghĩa là gì? Nè, chúng ta hãy đi tìm Nghiêm Chánh Cương, giáo hòa chuyện này cho Bốc Ưng. Quỳnh đã có cách. Đã uống ly hồn đơn sẽ đau thấu tim gan, thậm chí còn muốn tự sát. Bây giờ hai tay của Cổ Nhĩ đã bị tàn phế, nếu như muốn tự sát phải nhờ tới Bốc Ưng giúp đỡ. Chúng ta hãy trở về ngay, chỉ cần về kịp là được. Lại lên. Tôn giả, ngài nghỉ ngơi trước đi, có cho ngài uống kim đơn. Vô dụng thôi, vô dụng thôi. Thuốc mà ba qua cho ta uống là ly hồn đơn. Bây giờ ta đã mất hết sức lực rồi, mất hết nội lực rồi, còn rất đau đớn nữa. Thật khốn kiếp, con không buông tha cho bọn chúng đâu. Bỏ đi. Đây chẳng qua là kiếp số đã định sẵn rồi. Nhưng mà bất luận làm cách nào, con cũng phải cản trở bọn chúng, thống lĩnh bộ tộc Hani. Tôn giả, ngài yên tâm đi. Bằng không, tai họa khó lường lắm. Bốc Ưng, bây giờ ta muốn con hứa với ta một chuyện. Tôn giả, ngài cứ gì căn dặn. Bốc Ưng, bây giờ ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Trong người của ta có cây trụy thủ, con hãy lấy ra kết liễu đời ta đi ha. Không được đâu. Tôn giả, cho dù còn một tia hy vọng, cuối cùng con cũng phải cứu ngài cho bằng được. Vô dụng thôi, ta không thể cứu được nữa. Nếu như con nghe lời ta làm như vậy, tức là đã cứu ta đó ha. Ra tay đi. Không được. Tôn giả, ra tay đi. Ra tay đi. Ra tay đi. Ra tay đi. Con xin lỗi Tôn giả. Tôn giả, Bốc Ưng, người giết chết Tôn giả. Bằng sát mà đã,
người ép tôn giả uống ly hồn đơn, còn cướp Triệu Thơ. Bây giờ ngươi còn ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người, bây giờ Triệu Thơ trong tay ta hay trong tay ngươi? Bảo Quân, chính mắt bọn ta nhìn thấy người giết tôn giả, hơn nữa Triệu Thơ đang trong tay ngươi, ngươi còn gì giải thích? Bảo Đại Ca, ngươi còn gì giải thích nữa không? Tôn giả bị ép uống ly hồn đơn, muốn sống không được, muốn chết không xong, càng kêu tôi kết liễu giùm ngài. Ngươi còn ở đó ngụy biện, bây giờ chết không đối chứng, ngươi muốn nói gì chẳng được. Hơn nữa, chính mắt bốn người chúng tôi trông thấy ngươi giết chết tôn giả mà. Được, để tôi chứng minh cho mọi người coi. Trước lúc tôn giả còn sống, đã nói nội dung Triệu Thơ cho tôi biết. Người truyền nhân của bộ tộc Hani chính là tôi. Bản sát Bana. Tại sao như vậy? Bây giờ chắc mọi người đã rõ người nào giết tôn giả Cổ Nhĩ rồi. Chúng ta không thể buông tha Bốc Bưng. Hãy giết hắn đi. Lục Soát. Dạ. Bữa nay làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Gặp Bốc Bưng không? Gặp hai cái giờ trước quên ấy đi gặp tôn giả mà. Thật ra xảy ra chuyện gì? Bốc Bưng đi giết chết tôn giả rồi. Hả? Giết chết tôn giả? Không có ở đâu. Nhất định là mấy người lầm lẫn rồi đó. Trên mắt chúng tôi nhìn thấy mà. Thánh vật này tìm thấy trong người của Bốc Bưng. Tại sao Bốc Bưng lại làm như vậy? Bây giờ chứng cứ trên rành, đâu tới phiên hắn không nhận tội. Coi ra quả thật Bốc Bưng thực sự có âm mưu. Chúng ta phải cẩn thận hơn. Hắn có thể trở về bất cứ lúc nào. Mà sao bà nà? Quân cho rằng chúng ta có thể làm gì? Tuy võ công của hắn cao cường, nhưng mà mối thù của sư phụ nhất định phải trả. Còn về Phương Dĩ, tôi tin hắn có liên quan rất lớn đến chuyện này, không thể bỏ qua. Bốc Bưng nói Dương Quang nó cùng Phương Dĩ về Trung Nguyên, không lẽ Dương Quang cũng có phần tham gia? Nè, cần gì phải hỏi nữa, nhất định Dương Quang làm gì cho Bốc Bưng rồi. Con người của Dương Quang hiền lành, cho dù liên quan đến chuyện này cũng là do Bốc Bưng chỉ thị. Tôi tin rằng sau khi bắt được cô ấy, trừng phạt khuyên bảo, nhất định cô ấy sẽ làm lại từ đầu. Thôi, đừng nói nhiều nữa. Tôi cho rằng bây giờ nên chia ra hai ngã, một số người sẽ đi tìm Phương Dĩ, còn một số người thì đi bắt Bốc Bưng. Được. Cho dù kết quả là như thế nào cũng trở về trước lúc cử hành đại điển. Tại sao vậy? Thánh vật đã lấy lại rồi, đại điển nên cử hành đúng theo dự định. Vì ai nhậm chức tôn giả? Nè Tổ phụ tử, bộ đệ đã quên trên tiểu thư ghi là truyền lại cho ban sát Ba Na hay sao? Có cầu rắn không đầu không được. Tôi nghĩ nên tiến hành như vậy. Mọi người có ý kiến gì không? Chức vị quan trọng như vậy sao có thể quyết định sơ sài được? Ban sát Ba Na, trong tình hình như bây giờ, mọi nghĩ huynh không nên từ chối nữa. Ban sát Ba Na, huynh không nên từ chối nữa. Nếu là như vậy, ban sát không biết lượng sức. Sau này xin các vị giúp đỡ nhiều hơn. Dạ đáp, vội vã quá đi đâu vậy? À, đâu có. Muốn đi báo tin cho họ phải không? Tôi không biết huynh đang nói gì ạ. Nếu không phải thì tốt. Huynh đi đi. Tránh ra chuyện gì? Mau đỡ y lên đi. Xin hỏi, có phải có một người tên Phương Dĩ trọ ở đây không? Có trọ ở đây không? Phương Dĩ, có phải người đi chung với một cô gái? Phải rồi. Hồi đang ở trên lầu đó. Làm phiền huynh, dẫn tôi lên trên. Thôi được rồi, mau đỡ y lên trên. Lần này thật là làm phiền cô, bắt cô tiễn tôi về tận Trung Nguyên. Sau khi tới Trung Nguyên rồi, nhất định cô phải thử món ăn danh tiếng của Giang Nam. Nè, Quỳnh nói phải giữ lời đó nha. Khách quan, khách quan à. Có chuyện gì? Dạ đáp. Dạ đáp. Dạ đáp. Để sao vậy? Tôi đại ca, Cổ Nhĩ tôn giả đã qua đời rồi. Ban sát Bà Na đang đuổi giết tôi. Bốc Bưng đâu? Bốc Bưng đâu? Nghe nói Quỳnh ấy mất tích rồi. Đỡ y lên giường. À, Tiểu Nhị. Trời, gì vậy? Có chuyện gì? Có nhìn thấy một người bị thương chạy vào đây không? Y lên lầu rồi. À,
Mưu đại ca, cô chạy đi. Dạ đốc. Chạy đi. Dạ. Mưu đại ca, chạy đi. Chạy đi. Tất cả tôi chạy đi. Dương Quang, chạy mau. Không sao rồi, chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da thôi. Đa tạ Quy. Tôi đa tạ cô mới phải. Nếu không phải cô giúp tôi đỡ chiêu đó, người bị thương sẽ là tôi. Băng sát Bana lòng dạ thật là độc ác. Tôi nghĩ chắc bộ tộc Honey đã xảy ra chuyện gì rất lớn. Hay là tôi và cô trở về coi xảy ra chuyện gì. Không được, bốc đại ca dặn tôi nhất định tiễn huynh về Trung Nguyên thì tôi phải tiễn huynh về Trung Nguyên. Tại sao cô nghe lời của bốc đại ca của cô quá vậy? Thật ra chúng tôi đã có hôn ước từ lâu, nhưng dù sao bốc đại ca cũng không yên tâm chuyện tổ chức kim thủ và những chuyện ở Vân Nam nên đã quản lại thôi. Băng sát Bana hình như có tình ý với cô thì phải. Y luôn có mưu đồ mờ ám đối với tôi, nhưng mà từ đầu tới đuôi tôi không hề có thiện cảm với y. Trong lòng của tôi chỉ có một mình bốc đại ca thôi. Điều tra được tin tức gì? Cổ Nhĩ Tôn giả đã chết rồi. Hắn đã chết rồi. Bị Bốc Ưng giết. Và sau khi Cổ Nhĩ chết rồi, Bốc Ưng cũng mất tích luôn. Mấy ngày nữa Băng Sát sẽ cử hành đại điển, ngồi lên chức vị tôn giả. Thật là đáng tiếc. Ta đã chờ bao nhiêu năm qua, lại không thể chính tay giết chết lão già đó. Tam gia, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nếu Cổ Nhĩ cũng chết, bọn người Bốc Ưng lại nảy sinh nội chiến, bộ tộc Hani còn hy vọng gì? Muốn tiêu diệt bộ tộc Hani chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi thấy chúng ta vòng con đường này về Trung Nguyên, Băng Sát Bana sẽ không tìm được đâu. Phong lão tiền bối và Nguyệt bà bà hân hạnh. À, thì ra là tiền bối chính là Thiên Lý Phi Vân Vạn Lý Phi Du Phong gia gia đó. Còn vị này chính là Nguyệt bà bà danh tiếng lẫy lừng chứ gì. Còn cô chắc là Độc Trung chi Độc Âm Linh cô nương chứ gì. Lão tiền bối quả nhiên hiểu biết rộng, bái phục bái phục. Tại sao hai lão tiền bối không hưởng phước ở Bán Nguyệt Sơn Trang mà lại tới những nơi quan sơn như vậy chứ? Vì còn hồ đã trưởng quầy
Tại sao lại không ở Sơn Bảo Đường vui vẻ mà lại tới nơi này để làm gì? Bà, không cần nói ta cũng biết. Làm sao bà biết? Đúng ra chúng ta vì một chuyện mà tới đây, sao ta lại không biết chứ? Hả? Nếu chúng ta đều là người làm việc cho tổ chức Kim Thủ, thì chúng ta hãy cùng diễn một vở tuồng hay cho Tam gia coi đi. Được đó. Theo hướng đi của họ cho thấy họ đang tới Vân Nam. Không biết lần này tổ chức Kim Thủ có kế hoạch gì đi. Dương Quang, chúng ta về Vân Nam. Không được, tôi đã hứa với Bốc Đại Ca tuyển huynh về Trung Nguyên mà, sao lại có thể nửa đường trở về? Tôi biết trong lòng cô đang nghĩ gì mà Dương Quang. Hay là về đi, một mình huynh về Trung Nguyên, còn tôi trở về Vân Nam một mình. Thật ra từ khi Gia Đáp nói chuyện của Bốc Ưng cho tôi biết đến giờ, tôi đã không muốn trở về Trung Nguyên. Thêm vào chuyện vừa rồi chúng ta gặp, hay là tôi cùng đi về Vân Nam với cô? Vì Bốc Đại Ca cô hãy hứa với tôi đi. Giờ lành đã tới, đại điển chính thức bắt đầu. Ta thừa lệnh của Thánh Mẫu Thạch Mỹ Mệ Lan tiếp nhận quyền trưởng tôn giả của bộ tộc Hani. Thạch Mỹ Mệ Lan, Thạch Mỹ Mệ Lan, Thạch Mỹ Mệ Lan, Thạch Mỹ Mệ Lan. Thạch Mỹ Mệ Lan. Thạch... Nè, mọi người không được làm bậy. Là ai phái các người tới đây? Bọn ta là khách cố tình tới đây chúc mừng cho ngươi đó. Hôm nay là ngày đại hỷ mừng ngươi lên ngôi tôn giả, nên bọn ta lặn lội đường xa tới đây chúc mừng cho ngươi. Bốn người các ngươi ăn mặc cổ quái, ngươi không ra người, ma không ra ma. Mau đi khỏi đây ngay. Vị đại ca này tính tình nóng nảy quá. Nguyệt lão bà này giỏi nhất là giúp người ta hạ quả bế khí đó nha. Hay là để ta giúp ngươi có chịu không? Nè, thật ra phải các người tới đây là một vị bằng hữu ở Trung Nguyên của ngươi. Ý các hạ là? Coi ra gần đây băng sát ba đa cũng bận rộn lắm, cả phú quý tề thiên lữ tam gia cũng quên rồi sao? Ý của ngươi là các ngươi vô lữ tam phái tới? Ngoài tam gia ra còn có ai mà có bản lĩnh mời được các cao thủ giỏi nhất của Trung Nguyên tới chúc mừng cho ngươi chứ? Các ngươi đột nhập thánh địa của bọn ta, hơn nữa còn giết chết vô số huynh đệ của bọn ta, thật ra muốn gì? Rất là đơn giản, bọn ta chỉ muốn ngươi giao ra hai thứ, chỉ cần ngươi chịu, bọn ta bảo đảm không tổn thương dù là một mạng người của bộ tộc các ngươi. Ngươi lấy gì để đặt điều kiện cho bọn ta? Với võ công của bọn ta, lấy mạng tất cả các ngươi dễ dàng. Không ngờ các ngươi lại dùng thủ đoạn bí ổ như vậy. Bằng sát ba na, thiết nghĩ vị tôn giả như ngươi đâu có muốn họ chết oan uổng chứ? Thật ra ngươi muốn gì, cứ việc nói rõ ra. Thứ nhất, ta muốn ngươi giao phương dĩ ra. Thứ hai, nhường chức vị tôn giả cho ta. Quan đường! Chức vị tôn giả của bộ tộc Hani bọn ta sao có thể để cho bọn tà ma yêu đạo như các ngươi nắm? Phương dĩ đã rời khỏi Vân Nam rồi. Phương dĩ đi rồi, không cần nói nhiều. Cho dù hôm nay bắt không được phương dĩ, chức vụ tôn giả ta nhất định phải đoạt được. Người chết cư, Thank you.
tay dừng tay. Đi, không được đuổi theo. Nguyên không sao chứ? Không sao. Không phải, những người trong tộc sao rồi? Tử thương mười mấy người, đúng là bất hạnh quá. Tôi nghĩ chẳng qua lần này Lữ ta muốn thử thực lực chúng ta thôi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tình thế rất bất lợi đối với chúng ta. Ừ, đúng vậy. Lữ Tam từng nói phải tiêu diệt bộ tộc của chúng ta. Sau này mọi người hãy canh gác nghiêm ngặt, có biết không? Nhưng như vậy cũng đâu giải quyết được vấn đề. Đối thủ thành công. Tấn công bây giờ, luôn cả bọn chúng ở đâu chúng ta cũng không biết. Sao tấn công? Đối thủ thành công cũng là cách tốt. Theo suy đoán của tôi, sao quy của Lữ Tam chắc không xa đâu. Nè, Chu Dân, Nghiêm Chánh Cư, hai người hãy dẫn theo một số người đi lùng sục thử coi sao quy của Lữ Tam ở đâu. Còn Tống Phú Tử ở lại canh chừng mọi chuyện. Có chuyện này tôi muốn hỏi ý của tôn giả. Là chuyện gì? Lần này Liễu Phân Phân tấn công chúng ta, cũng may có Phương Dĩ và Dương Quang giúp đỡ chúng ta mới có thể thoát hiểm. Bây giờ Dương Quang đã bị bọn chúng mất đi, chúng ta cũng nên... Dương Quang là người của Bốc Ưng. Bốc Ưng giết chết của Nhĩ tôn giả, đó là tội nhân của bộ tộc Hani chúng ta. Có gì chuyện trở về lần này, nó không chừng là khổ nhục kế của Bốc Ưng đó. Nhưng Dương Quang vì chúng ta mới bị người ta bắt mà. Dương Quang bỏ trốn theo Phương Dĩ, hai người không biết liêm sĩ như vậy, cần gì phải lo cho cô ta chứ. Đừng tranh cãi nữa, chúng ta quyết định phái người đi tìm Dương Quang về đi. Ma Sát Ba Na, tuy rằng Dương Quang hiện đang có hôn ước với Bốc Ưng, nhưng mà chuyện Bốc Ưng giết chết tôn giả của Nhĩ chưa chắc có dính líu tới Dương Quang đâu. Hơn nữa, nếu như chúng ta cứu thoát được Dương Quang, Dương Quang trong tay chúng ta, đối với chuyện sau này chúng ta ép Bốc Ưng xuất hiện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà thôi, đừng nói nhiều, quân tự biết sắp xếp. Tôn giả. Ừ. Tôn giả, ả có chịu nói không? Tôi đã dùng hết mọi cách, chứ không còn cách nào ép ả nói ra. Không nói phải không? Lấy kẹp sắt ra đi. Dạ. Dùng kẹp sắt hả nên? Dạ. Có chịu nói không? Không biết. Không nói phải không? Tao biết chúng ta ở đâu. Ta thực sự không biết. Bọn ta không có nơi ở nhất định mà. Dừng tay. Quý tử muội không biết sao? Muội mới ép Liễu Phương Phân nói ra Dương Quang ở đâu. Đây là chuyện của huynh, không liên quan tới muội, ra ngoài đi. Huynh cứu Dương Quang thực chất là có dụng ý riêng, còn nói cái gì dụ Bốc Ưng ra chịu tội chứ. Nói tới nói lui, huynh cũng chỉ muốn cứu con tiện nhân đó thôi. Huynh chỉ muốn tốt cho cả bộ tộc, nên mới ép ả nói ra sau quỷ của Lữ Tam ở đâu. Muội muốn nói gì cũng được, ở đây không có chuyện của muội, ra ngoài đi. Nếu muội còn gây sự ở đây, huynh sẽ không khách sáo đâu. Ra ngoài. Đại thúc, thật ra chuyện gì vậy? Bộ cậu không phải người của tổ chức kim thủ gì đó hả? Dĩ nhiên không phải rồi. Đại thúc từng gặp người của tổ chức kim thủ sao? Đúng vậy. Lúc tôi đang đốn củi ở trên núi, nhìn thấy đám người từ trên núi tràn xuống. Trên đường đi bọn chúng gặp ai giết nấy, tôi sợ quá nên mới chạy trốn. Trời, lúc không có ai mới dám chạy xuống đây nè. Dĩ thúc có biết bọn chúng tràn xuống từ ngọn núi nào không? Vậy là tôi không biết. Không phải cậu định lên núi tìm bọn người của tổ chức kim thủ hả? Thúc có thể dẫn tôi lên đó. Trời ơi, rừng núi hoang sơ, đường đi lại rất khó. Tôi đốn củi mười mấy năm trời rồi, đường nào là đường nào tôi cũng không nhận ra đó. Cậu hãy tìm một người quen thuộc địa hình đó dẫn cậu đi đi ha. Vậy đi. Đà tạ hai vị rất nhiều. Bọn người xấu đó thật là ác quá đi à. Không biết chừng nào chúng tôi mới có những ngày tháng bình yên. Yên tâm đi, nhất định tôn giả sẽ dẫn dắt chúng ta vượt qua khó khăn này. Hy vọng là như vậy. Chúng tôi phải về.
Bá mẫu gì chăm sóc cho người nhà đi, không cần tiền. Đà tạ hai vị nghe, đà tạ. Ngự tâm tình ác ôn kia, rồi sẽ có một ngày ta tính rõ món nợ này với người. Huynh và chủ nhân đi tìm hắn có phát hiện gì mới không? Không có chút manh mối gì. Hy vọng có thể sớm ngày tiêu diệt Lữ Tam. Nếu không người của bộ tộc Hani ngày đêm sớm tối đều hồi hộp lo lắng. Tống phụ tử, tôi muốn huynh giúp tôi một chuyện. Là chuyện gì? Tôi đã biết được nơi ở của bọn chúng. Tôi muốn huynh giúp tôi cứu Dương Hoàng ra. Huynh biết cô ấy bị chúng nhốt ở đâu sao? Chưa khẳng định, nhưng tôi tin rằng có lẽ người của tổ chức kim thủ náo thân nơi ngọn núi đằng kia. Bọn ta đã dẫn theo cả đám người đi tìm mấy ngày rồi cũng tìm không ra. Với sức của Phương Vĩ Ngươi, một người hoàn toàn không hề quen thuộc với địa hình của dân Nam có thể tìm được. Ngươi cũng bản lĩnh quá hả? Đúng đó Phương Vĩ. Tại sao huynh hoài nghi bọn chúng trốn ở đằng đó? Có khi đều là cạm bẫy không? Tôi tin là không phải. Bởi vì sáng nay tôi gặp được một vị đại thúc. Thúc ấy từng gặp người của tổ chức kim thủ, từng xuất hiện ở khu rừng đằng kia kìa. Liễu Phân Phân á, cũng từng xuất hiện ở thánh điện mà. Không lẽ bọn chúng trốn hết trong thánh điện sao? Này huynh tin cũng được, không tin cũng được. Với giá nào tôi cũng phải lên núi một lần. Nhưng đối với địa hình nơi này thật sự tôi không hề quen thuộc. Tống phu tử, hãy giúp tôi một lần, vẽ tấm bản đồ cho tôi. Nếu huynh nói vậy, tôi lên núi với huynh. Tống phu tử, vậy mà đệ cũng tin hắn nói sao? Đừng nghĩ Phương Chỉ không có gạt chúng ta đâu. Ơi, lòng người khó lường, cũng như bốc ưng vậy. Chúng ta tôn kính và sùng bái hắn biết mấy. Thật không ngờ hắn gì muốn làm tôn giả mà giết Cổ Nhĩ. Tôi nghĩ những bằng hữu xưng huynh xưng đệ với bốc ưng để nên cẩn thận tốt hơn. Bốc đại hiệp hào khí hơn người, trung can nghĩ liệt. Chế nào đệ cũng không tin huynh ấy giết chết tôn giả. Nhất định chuyện này có nội tình. Nội tình? Nỗi khổ của hắn là muốn làm tôn giả mà làm không được. Tống phu tử à, để đừng có cố chấp tin người quá có được không? Bây giờ nói gì cũng vô dụng thôi. Chờ bốc ưng về hỏi cho rõ đi. Nhất định bốc ưng sẽ về nói rõ chân tướng với mọi người. Bởi vì huynh ấy không để mình bị hàm quan suốt đời. Phương Vĩ, ngươi đừng có uổng phí công sức nữa. Phương Vĩ, chúng ta lên núi đi. Không cần. Tống phu tử, huynh hãy nói sơ địa hình nơi đây cho tôi biết. Hai người hãy khoan vội vui mừng. Tôi nghĩ hai người uổng công vô ích thôi. Tạm biệt. Cuối cùng hai người đã tới. Được hai người giúp đỡ, Lữ Tâm này đúng là như hổ thêm cánh. Tâm gia quá khen rồi. Nè, Tâm gia mời người uống chung rượu. Làm gì? Sợ có độc à? Ngươi đẹp như vậy, làm sao ta nỡ thuốc chết ngươi? Ngươi đoán coi, ngươi chết rồi, không những ta đau lòng, Phương Vĩ đau lòng, ngay cả bốc ưng ở nơi chính suối cũng đau lòng nữa. Nghe nói láo, bốc đại ca chưa có chết được đâu. Cho là hắn chưa chết, nhưng so với chết thì có gì là khác biệt đâu. Trên thực tế, Cổ Nhĩ tôn giả không phải do bốc đại ca giết chết. Tôi nghĩ sớm muộn gì họ cũng tin bốc đại ca là người vô tội thôi. Bốc ưng có người hồng nhan tri kỷ như cô, đúng là tù mấy kiếp. Lửa Tam, ngươi muốn gì đây? Ngươi còn giá trị lợi dụng, đối với ta phải tiếp đãi ngươi đàng hoàng. Ta muốn ngươi giúp ta dụ Phương Vĩ ra. Bỉ ổi. Điều này ta hiểu rất rõ, ngươi không cần phải nhắc nhở ta. Tam gia, hai người về rồi à? Dạ phải, phải Tam gia. Âm lịch, ngày mai ngươi hãy đưa một bức thơ cho bản sắc bà nào, nói ta muốn dục Dương Quang để đổi lấy Liễu Phân Phân. Tên Phương Vĩ nói
hắn hoài nghi tổ chức kim thủ đã vào trong rừng, định tới đó tìm. Đâu phải chuyện dễ. Nhưng mà huynh ấy nói rất chắc chắn, có lẽ có phát hiện mới không chừng. Tổng phu tử à, huynh nói cả đời của đệ à, hắn nói gì để tin ấy. Hai người tới đây làm gì? Bà Sếp Văn à, tấm thiệp mời này Tam gia biểu bọn ta đem tới cho ngươi đây. Hẹn ngươi ngày mai trước lúc chính ngọ dẫn liễu phần phần tới Đại Thảo Nguyên để đổi lấy làm dương quan. Ngươi ra ngoài đi. Dạ. Ngươi nhìn bản mặt của ngươi kìa, cũng may là gặp được ta thôi. Lẹ lên đi, ăn hết đi. Ngươi cười cái gì? Ba Qua, ngươi và ta đều là chuyên gia dùng độc. Ngươi tưởng nó bỏ độc vào tô cơm ta không biết hay sao? Tuyệt mệnh đoạn thần đan, ngươi cũng nham hiểm quá chứ. Nếu ngươi biết thì tốt quá rồi còn gì. Ngươi hãy ngoan ngoãn ăn hết đi, ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Ta thà chết chứ không để ngươi hành hạ đâu. Vậy cũng được, để ta thiến ngươi một đoạn.